Thỏ đang tung tăng chơi đùa trong vườn, chợt nó nhìn thấy một quả táo. Nó reo lên: "Ôi, quả táo chín ngon quá, ngon quá! Anh quả ơi, hái hộ em quả táo với, quả táo ở mãi tít trên cao kia kìa." Quả vội bay đến: "Quạ, quạ, quạ, để đấy, để đấy." Nhưng nó vừa đụng cánh vào, quả táo liền rơi bụp xuống lưng nhím. Nhím đang ngủ say, giật nấy cả mình: "Ôi, cái gì rơi vào lưng tôi thế này?" "Ờ, một quả táo đỏ thơm quá, ngon quá, lá là là, táo đỏ của ta." Thỏ thấy vậy, đuổi theo nhím đòi táo: "Trả tôi quả táo đây, táo của tôi chứ, trả đây, trả đây." Nhím cười trả lời: "Ha ha, bạn thỏ nói mới hay làm sao, táo rừng rơi xuống, ai nhặt được là của người ấy chứ." Quạ cũng đuổi theo đòi táo: "Quạ, quạ, quạ, táo của ta tất cả." Thỏ vênh váo: "Anh quạ tham lam thế, tôi nhìn thấy quả táo trước chứ, tôi còn nhờ anh hái hộ cơ mà, anh vô tích sự, làm táo rụng xuống, lại còn đòi tất cả, tất cả phải là của tôi, của tôi." Cả ba không ai chịu ai, cãi nhau om sòm. Bác gấu nghe thấy liền cất tiếng: "Các cháu ạ, đừng cãi nhau nữa, cãi nhau là xấu lắm đấy. Bây giờ hãy chia quả táo làm ba phần, cùng ăn với nhau cho vui. Bác thấy cả ba cháu đều có công đấy." Thỏ nói: "Ô, hay quá, cháu xin nghe ý kiến của bác gấu ạ." Quạ đành đồng ý, còn nhím vẫn phản đối: "Không, cháu không đồng ý chia táo làm ba phần đâu, cháu muốn chia làm bốn phần cơ." Quạ tức giận kêu lên: "Nhím tham làm thế, nhím định ăn cả hai phần chứ gì, xấu quá, tham quá, tham quá." Nhím sâu sắc nói: "Chúng ta cần phải mời cả bác gấu cùng ăn chứ." Thỏ reo lên: "A, à, nhím nói đúng, quạ hiểu sai nhím rồi đấy, xin lỗi nhím đi." Quả táo được bổ ra làm bốn phần, các bạn khoanh tay mời bác gấu và nói: "Chúng cháu cảm ơn bác gấu vì bác đã dạy chúng cháu biết phân xử công bằng ạ." Các bạn thấy không, qua câu chuyện của thỏ, nhím và quạ, chúng mình rút ra rằng khi có gì ngon, có gì đẹp, chúng mình phải biết chia sẻ cho nhau, không được tranh giành, cãi nhau nhé.